mà mình tới cái mức này đó, ok, thí dụ như tới cái mức này đó mình không còn nói chuyện nữa, tới cái mức này đó mình đập liền, ok. Tại không có khuyên các bạn á, ok, tại không có thích quýnh lộn, tại không thích bị người ta đập vô mặt mình, mà tại cũng không có thích đập người ta nữa, ok. Đó cú mà tài trong tù đó là cú mà tài quýnh lộn đó là tại vì tài phải bảo vệ cái thân thể của tài, tại vì nó chết sống á tài mới quýnh lộn thôi. Còn có ở ngoài đường nó ít có khi nào mình bị cái hoàn cảnh đó mà bị mà chết sống lắm, ok. Cùng lắm là mình bỏ đi là xong rồi, ok. Đừng có cái sự tự cao hay là có cái sự là ta đây hay là gì hay là mình you know, thằng nhỏ mình nó lớn là nhỏ của nó hay là gì? Đừng có nghĩ ba cái chuyện đầu quỷ đó, ok. Chỉ bỏ đi, đừng có để cứ mình dẫn vợ mình hay là con mình đi ra hay là bò bịch mình ra đi chơi đó, mình đừng có để cho mấy thằng chó đẻ này lại phá chuyện mình hay là hư, làm hư chuyện của mình cái bữa đó, ok. Bởi vì tới cái mức này đó, ok, cú mà tài tài mà điều khiển như vậy mà control với lại embarrass cái thằng chó đẻ này đó, tài sẽ đứng á, cái phương pháp tài đứng á bông là lấy thế đó, tài vô tài chụp hình như đó đi, tài sẽ lấy thế thế đó bông là cú mà nó vừa mở miệng một cái nữa hả, mà nó nói xấu cái gì nữa là tài đập vô miệng nó gãy liền, ok. Không có nói tới cái mức này là mình các bạn mà tới cái mức này đó, mà các bạn mà nói chuyện thêm nữa đó là các bạn sẽ bị đập vô miệng nữa, ok. Bởi đừng có làm cái kiểu đó, tới cái này hả mình đập trước, đừng có để nó đập trước mình, ok. Bởi vì năm cái phương pháp này đó, ok, để mình để tài review lại cho các bạn thêm một lần nữa xong rồi xong cái video này, ok, là mình ignore nó, là mình không để ý nó. Cái mức thứ hai đó là mình compliment, mình khen nó. Cái mức thứ ba đó là approval hay là approve nó, mình đưa cho nó cái sự chấp nhận đó, là nó giỏi hơn mình, nó có tiền hơn mình, nó khôn mình, ok, mày muốn khôn hơn tao không, được, mày khôn hơn tao đó rồi đó, đi chỗ khác đi, ok. Rồi xong rồi cái control á, cái embarrass đó, là mình điều khiển nó, rồi xong mình làm cho nó mất mặt trước mặt mọi người. Rồi thứ năm hả là mình đập vô miệng đó, ok. Đừng có hỏi, đừng có nói gì chứ á, tới mức đó hả là mình đập rồi. Mà tài khuyên á, tài không có khuyên á, các bạn á nhớ nha, tại không có khuyên á các bạn á mà đi quýnh lộn với người ta, ok. Tại vì mình quýnh lộn người ta đó, dù mình thắng hay là mình thua đó, trước sau gì đó cái mặt mình á nó cũng bị đập hả, ok. Ít khi nào mà mình quýnh lộn với người ta mà mình cái mặt mình không bị người ta đập, ok. Dù mình đập nó trước đi rồi xong nó cũng quýnh lại mình sao, okay? Mình tránh khỏi cho mấy vấn đề đó, ok. Các bạn làm mấy cái này đúng đó thì không có bao giờ mà các bạn tới cái mức này chừng á. Cú mà tài trong tù đó thì tài dùng tới cái mức này, tại vì mấy thằng trong tù á, như thằng Mỹ Đen á, nó mắc dạy lắm, thiệt là mắc dạy đó, ok. Ở ngoài đời đó ít có khi nào á tài qua cái mức thứ hai hay thứ ba lắm, ít có bao giờ lắm. Cũng mà ngoài đời, ngoài tù đó, ít có bao giờ đó tài có cái hoàn cảnh nào đó mà tài phải đi qua khỏi cái mức thứ hai hay thứ ba chứ, ok. Bởi vì á các bạn á, mà mong rằng á cái tiếng Việt của tài đó nó đủ để mà chia sẻ cái vấn đề này với các bạn, ok. Bởi vì á các bạn nào trong high school hay trong đại học này mà gặp cái hoàn cảnh mà bị mấy thằng mắc dạy, mấy thằng chó đẻ lại nó phá mình, nó kiếm chuyện với mình đó, mong rằng á năm cái phương pháp này đó nó chia sẻ với tài chia sẻ với các bạn đó, nó phụ bạn để tránh khỏi mấy cái vấn đề đó, với lại để đối phó với mấy cái hoàn cảnh đó mà để mình không có mắc mặt, mình không bị quê, mà mình không có bị cái giá trị của mình hạ thấp xuống trước mặt bồ bịch của mình hay là bạn bè của mình hay là vợ con của mình, ok. Lỡ mà một vấn đề nữa, lỡ mà bạn tới cái mức thứ năm này đó mà phải quýnh lộn đó không, các bạn nhớ nha, ít có khi nào á mình thấy người ta quýnh võ trên tivi đồ hay là mấy vấn đề đó không, tại muốn chia sẻ cái này với các bạn, tại vì tại bị người ta đập nhiều lần lắm đó, rồi xong ở nhà bị ông già đập nhiều hơn nữa, ok. Bởi vì tại chia sẻ cái vấn đề này, ok, mình thấy trên tivi với trên mấy cái cine đồ đó, người ta quýnh võ nha, người ta đập cái thằng Jet Li, thằng Jackie Chan đụng ta cái người ta xỉu liền, đúng không? Ngoài đời ấy, nó không phải dễ như vậy. Cứ người ta đập mình á, người ta phải cái người thường á quýnh người khác đó ít có khi nào á mà nó knock out được hết trơn á. Cái người mà quýnh võ đài mà professional á thì họ biết cái phương pháp, biết võ nghệ đó, họ quýnh mình á thì có thể là họ knock mình out được, mình bị knock out được. Còn cái thằng trong lớp mình hay là cái thằng nó làm chung với mình mà không ai học võ nghệ hay là gì chăng đó, ít có khi nào mà họ biết quýnh cái cách đó mà nó knock out mình được. Bởi mình đừng có sợ. Tài
tài huấn luyện mấy cái thằng mà nó tập võ đài đó, nó vô trong ha, trong cái cage, trong cái mixed martial arts á, tài đứng cách nó có bao nhiêu đây nè, ok, rồi xong tài coi nó bị cái thằng mà huấn võ đài khác nó đập vô mặt, nó đạp vô mặt, nó đá tùm lum hết trơn á, mà nó không có bị gì trơn á, ok, nó không có mất tỉnh là gì, ok, bởi vì đừng có sợ, ok, thà là mình bị người ta quýnh vô mặt mình một cái á, mà mình không có bị mắc mặt. Tại vì á, mình mà đi hết trơn mấy cái mức này rồi đó, bà con, anh em, mấy đứa học sinh khác, mấy người làm chung với mình, xung quanh mình đó, biết là mình không phải là cái người chó đẻ, mình không phải là cái người mắc dạy. Cái thằng chó đẻ kia đó là cái thằng bị mắc dạy. Bởi vì cứ vĩnh lộn như, dù mình thua hay là mình thắng á, không có bao giờ mình bị quê, mình không có bao giờ mình bị mắc mặt trước mặt xã hội hết trơn á. Tại sao? Tại vì mình đã cho cái thằng đó, thằng chó đẻ đó hết 3-4 cơ hội rồi, ok. Bởi cảm ơn các bạn coi cái video này ha. Nó hơi lâu một chút mà mong rằng á, cái video này đó, nó phụ các bạn á, để đối phó với lại các em, mấy đứa em mà đang coi cái video này đó. Mong rằng á, cái năm cái phương pháp này đó, nó phụ các em á, đối phó với mấy cái thằng mà chó đẻ, với mấy thằng mắc dạy trong trường hay trong sở làm hay là ngoài đời, ok. Các bạn mà thích cái video này đó, thì mà bấm cái thumbs up hay là cái like trên Facebook, trên YouTube đó. Rồi xong rồi các bạn có câu hỏi gì đó, hay là có cái mà phương pháp khác á, để đối phó với mấy thằng chó đẻ, với mấy thằng mắc dạy đó, thì ghi dưới, nhận xét ở dưới để cho bà con, anh em, mọi người học hỏi, ok. Tài cũng học được nữa, ok. Nhớ nha, Tài không có khôn gì mấy, ok. Bởi vì các bạn có cái phương pháp nào mà tốt hơn đó thì ghi xuống để Tài học luôn, ok. Như vậy mà các bạn mà biết mà người bạn nào hay là người em nào hay là bà con nào đó mà bị người ta ăn hiếp mà họ không có biết đối phó làm sao đó, Tài khuyên bạn á, nên chia sẻ cái video này á, với người bạn đó hay người bà con đó, để cho họ biết cái phương pháp để đối phó với mấy thằng mắc dạy, với mấy thằng chó đẻ mà đi lại kiếm chuyện với mình, ok. Cảm ơn các bạn coi cái video này ha, rồi xong rồi chúng mình gặp lại sau.